Bố của tân hoa hậu Ý Nhi bỏ ra ngoài lúc con gái được sướng tên vì quá run, áp lực. Bố của tân hoa hậu Ý Nhi quá xúc động khi con gái lên ngôi hoa hậu thế giới Việt Nam 2023. Ông Huỳnh Tấn Nguyên không giấu được sự vui mừng, xen lẫn xúc động trong khoảnh khắc con gái Ý Nhi đăng quang hoa hậu thế giới Việt Nam 2023. Tôi rất xúc động nên không biết chia sẻ thế nào. Lúc nãy, mỗi lần con được gọi tên vào top, tôi đều bỏ ra ngoài vì quá áp lực, không dám ngồi xem, bố hoa hậu bày tỏ. Nhìn lại hành trình Ý Nhi đi thi, ông Tấn Nguyên cho biết gia đình nhìn thấy được đam mê, nghị lực phấn đấu của con gái. Do đó, ông và vợ chỉ biết dặn dò con nỗ lực hết khả năng để theo đuổi ước mơ. Ngược lại, biết bố mẹ lo lắng, Ý Nhi cũng chia sẻ kinh phí đi thi do công ty hỗ trợ phần lớn nên cô không tốn kém nhiều. Ông Tấn Nguyên chia sẻ thêm gia đình có 3 người con, trong đó Ý Nhi là con đầu. Nhi cá tính, quyết đoán, cố gắng hết sức mình. Đặc biệt, trong việc học, con rất phấn đấu, Nhi làm cái gì cũng phấn đấu hết. Ban đầu, con gái lên thành phố học nên gia đình rất lo lắng. Sau đó, tôi thấy cháu học nhiều nên cũng không dám gọi điện thoại, chỉ nhắn tin bảo con cố gắng giữ gìn sức khỏe, học hành tốt cho tương lai. Cũng vì sự cá tính, nghiêm túc đó của con gái, ông Tấn Nguyên không lo lắng khi Ý Nhi lên ngôi hoa hậu. Ông tin con sẽ tuân thủ tốt, lịch trình sau đăng quang của ban tổ chức, tiếp bước các hoa hậu đàn chị cống hiến cho xã hội và mang vinh quang về cho đất nước. Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vừa diễn ra tối ngày 22 tháng 7, Huỳnh Trần Ý Nhi xuất sắc đăng quang ngôi vị cao quý. Cô 21 tuổi, quê Bình Định, cao 1,75m, số đo 3 vòng 79, 59, 89cm, đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc thi, tân hoa hậu gây chú ý với gương mặt đẹp, phong độ tốt và giải thưởng phụ người đẹp thời trang. Với chiến thắng này, Ý Nhi sẽ giành quyền đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2024.